Ngày 6 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với 6 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng gồm NSH sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, LBGH sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, PVP sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, NQH sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Tháp. TKA sinh năm 2004, trú tại tỉnh Bến Tre. NKD sinh năm 2003, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đều thuộc biên chế câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc liên quan đến trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 tại sân vận động thành phố Bà Rịa. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định trong trận đấu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu tại cúp quốc gia trên sân vận động Đồng Nai diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, LBGH, NSH đã cùng với BVB, NQH và NKD thỏa thuận với nhau thi đấu theo ám hiệu của một đối tượng đang xác binh nhân thân lai lịch trên khán đài để đá dưới sức không tấn công kỳ bàn. Mục đích của việc này nhằm để câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thua câu lạc bộ Đồng Đai với tỷ số 2-0, từ đó hưởng lợi tiền bán độ. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ này được trả số tiền 24 triệu đồng trên một cười, thông qua chuyển khoản ngân hàng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.